chào quý vị và khán giả đã đến với bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Chiến thắng Điện Biên Phủ, giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ, đảm bảo an toàn giao thông. Xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gần 97% trong quý 1 năm 2024. Hà Nội thí điểm thẻ vé điện tử cho 10 tuyến xe buýt. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 đã diễn ra hội thảo Chiến thắng Điện Biên Phủ, giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại. Một lần nữa khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến và chiến tranh của nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học về chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại nhằm tiếp tục khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây cũng là dịp ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Các tham luận tại hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học, khẳng định và làm sáng tỏ bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ trong giai đoạn Đông Xuân năm 1953 đến 1954, đặc biệt là trong việc tổ chức, xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Về quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Bộ Thống soái tối cao, trực tiếp là Tổng quân ủy và Tổng tư lệnh. Các tham luận dù tiếp cận ở các khía cạnh khác nhau nhưng đều khẳng định vai trò to lớn, tài thao lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng quân ủy trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến và chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện sức mạnh của quân đội nhân dân, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội lập chốt xử lý các trường hợp người điều khiển xe máy, xe ô tô vi phạm tốc độ trên quốc lộ 32. Xử lý vi phạm tốc độ được xác định là một trong những chuyên đề được lực lượng Cảnh sát Giao thông chú trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra. Việc kiểm tra và xử lý xe vi phạm tốc độ trên quốc lộ 32 là một trong những hoạt động thường xuyên của Cảnh sát Giao thông đường bộ số 9. Tuyến quốc lộ này đi qua nhiều khu dân cư, đường đôi, không có giải phân cách giữa. Các lái xe chỉ được đi với vận tốc 50 km/h. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn vi phạm tốc độ. Chỉ trong một giờ làm việc, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông số 9 đã phát hiện, xử lý nhiều phương tiện chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến hơn 10 km/h. Những người vi phạm đều đưa ra rất nhiều lý do như không chú ý biển báo, đang có việc vội hay không để ý đến tốc độ. Thực hiện cái kế hoạch kiểm soát của Công an thành phố, của Phòng Cảnh sát Giao thông, thì đội Cảnh sát Giao thông số 9 cũng ra các cái kế hoạch về xử lý về tốc độ trên cái địa bàn mà đội Cảnh sát Giao thông số 9 quản lý. Thì đối với người dân vi phạm đây thì liên quan đến tốc độ thì đội Cảnh sát Giao thông số 9 thì liên tục xử lý trong tất cả các ngày trong tuần để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tránh các cái việc liên quan đến tai nạn giao thông xảy ra. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường bộ số 9 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các trường hợp vi phạm tốc độ, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi vi phạm an toàn về giao thông. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong 3 tháng đầu năm 2024, nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá, năng suất sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước tính đạt 13,53 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất siêu 3,36 tỷ USD, tăng 96,5%. Tính chung 3 tháng, các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ nên kim ngạch xuất khẩu tăng. Đóng góp vào kết quả này, nông sản chiếm 7,46 tỷ USD, tăng 31,1%, lâm sản 3,61 tỷ USD, tăng 18,8%, thủy sản 1,86 tỷ USD, tăng 1,9%, chăn nuôi 113 triệu USD, tăng 4,8%, đầu vào sản xuất 481 triệu USD, tăng 8,3%.
đã có 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Cụ thể, gỗ 2,32 tỷ USD tăng 26,8%, rau quả 1,23 tỷ USD tăng 25,8%, gạo 1,37 tỷ USD tăng 40% với lượng 2,07 triệu tấn tăng 12%, cà phê 1,9 tỷ USD tăng 54,2% với lượng 799.000 tấn tăng 44,4%. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm thẻ, vé điện tử đối với 10 tuyến xe buýt do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đang khai thác vận hành. Thẻ vé điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng. 10 tuyến buýt sẽ thí điểm thẻ và vé điện tử, gồm tuyến 105, 22 ABC, 05, 23, 90, 33, 106, 04, 17 và 50. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có trách nhiệm đánh giá đầy đủ các yếu tố chủ quan, khách quan, tác động đến việc sử dụng thẻ, vé, làm cơ sở triển khai nhân rộng, chính thức trong giai đoạn tiếp theo. Quá trình thí điểm thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết công tác thí điểm trong thời gian sớm nhất. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn. Số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 9/7 đường 56 khu dân cư Tân Quy Đông, khu phố 2 phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!